Hello và xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay clip này tôi sẽ tiếp tục đi bắn cái khẩu súng thuộc dòng MG. Thì đây chính là khẩu Predator tôi đã được nâng lên max rồi. Thì đây là chỉ số vọng hình của nó nhé. Thì anh em thấy này, đây là có sát hại là 27 với cả sát tốc là 95. Đó thì bây giờ hôm nay tôi sẽ làm trận đầu tiên luôn nhá. Nào nào, bây giờ xem nào. Đó thì anh em thấy đây là lớp skin này. Nó trang bị cho mình nó là một lớp skin màu đỏ này. Trông khá là hầm hồ đấy. Tôi nhìn thấy cái khẩu này nó em thấy dùng súng bắn keo không? Tôi thấy nó hơi giống tí đấy. Cái phần đầu nòng súng ấy. Đây nó có một cái tia sét màu đỏ kìa. Nhưng mà tôi thấy là phần đầu nòng súng nó giống khá giống súng bắn keo luôn. Thì bắn thì khẩu này nó giống cái L86 bán trong shop ấy. Đấy là bạn khá nhanh ấy. Nó bây giờ nói thế bây giờ thì đi tìm hàng nào. Ủa trời này. Đó là cầm bom kia, tại sao không đặt luôn đi. Rồi vậy là xong trận 1-0 rồi. Cho phe màu đỏ. Nào lên đây tìm hàng xem nào. Làm bên phe màu đỏ tôi rất thích đứng ở chỗ này nhá. Núp ở góc này này. Đây cái cô thằng ngáo kìa. Nó không giận hai thằng luôn. Ủa. Tại sao lại lag rồi nhỉ? Ủa. Ê. Rồi 3 kin rồi. Khẩu này bắn rất giống khẩu L86 luôn. Ngay cái âm thanh bắn tôi biết. 4 kin rồi, 5 kin rồi. Còn một chú nữa. Trận đầu tiên có vẻ là kết thúc khá là nhanh nhỉ. Rồi cầm bom này. Rồi trận thứ hai nhá. Cái trận đầu tiên này nó ngắn quá. Rồi. Nào bây giờ trận thứ hai nào. 3-1. Ủa mà chứ gì đó. Chứ gì nó kem sẵn ở nhà mình luôn. Rồi. Các chú được. Tôi đang vào nó, ông ngồi kem sẵn ở đấy làm sao mà tôi kịp bắn được. Ủa. Đấy. Đấy. Bây giờ là 2-1. Xoài. Đấy giờ 3 kin rất là ngon lành luôn. Sấy nó phải như thế. Đứng lên đây mà bắn này.
4 kg rồi. Tôi thấy khẩu này bắn cũng được đấy, nhưng mà vấn đề là nhìn nó rất dùng súng bắn keo luôn. Ui, ui phải luôn. Kết quả này tôi ngu, tự dưng lại đi ép một mình như thế mà. Nhưng mà đáng ra tụng mình phải đến check team mà tại sao team lại không ép cùng tôi ấy. Ép một mình mà đăng tiếc đằng trước tận 3-4 thằng đấy là phải chết là đúng rồi. Quay nó chết ngu, không phải chết oan. Đều do tôi máu. Các bạn này không biết cân được không nhỉ? 1v1 thì chắc chắn là có một mất một con rồi. Ủa lắc. Rất là lắc khi tôi đang dơ quả bom này ra này. Ngáo. Anh nhìn mặt hay đấy. Không chuột luôn, không giờ chặt phát nào luôn. Nhưng mà đằng nào cũng phải chết. Mà sao mấy thanh niên này nó không biết ép à? Bạn này thì chắc cũng chết rồi. Nào nhưng mà tất cả ép cùng tôi đi chứ. Đừng có núp như thế. Không ai ép thì làm sao tôi dám ép được. Tôi ép được khác gì, tôi tự rước cái họa vào thân vậy. Thằng nào đấy, tôi với anh em nhìn cái độ lag của tôi này. Lại lỡ tay hổ báo thế là nó lại bắn chết tôi luôn rồi. Lên. Chỗ này ngáo phết nhở. Đấy, lao vào như thần thánh luôn. Đó, trận thứ 3 nhá. Quả này là ép đúng thời điểm thôi. Chứ nếu mà ép mà không đúng lúc nó bắn cho toác đầu luôn. Rồi, trận thứ 3 nhá. Nào bây giờ trận thứ 3 luôn nhá. Ôi. Đồng đội kiểu gì thế này, thấy nó mà đến bị nó ép thế chứng tỏ là team mày không ổn rồi. Được 3 số rồi.
không dính là chứng tỏ lác, làm sao mà bảo tôi ngu được. Cậu đi gần thế mà. Đấy, vỡ đầu luôn. Chú còn lại kia rồi. Cái quả bom này mà khi mà lag thì gần như là không có bom ném nào ném luôn. Không phải mạng của mình rồi. Ôi, lão kia có cái khẩu súng gì đẹp phết nhở. Ủa rồi. Nó rút lục cái kia tưởng nó hết đạn rồi, nó hóa ra nó vẫn còn đạn à. Thay đạn. Ôi, thay đạn. Sao nó lại gắt thế nhở? Cố lên là đồng đội ơi. Ủa, nó vẫn nhìn thấy mình được. Kìa. Ủa, tốt lắm. Ủa, ba thằng. Rồi chắc cũng thắng rồi đấy. Rồi gọi cho anh em nhé. Em là em vào cưới ngày mai mình.